chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bách Tuấn nha. Em lại giới thiệu cho mấy chị về dòng sản phẩm sữa tắm của 4K nha mọi người. Thì mọi người đã biết là cái dòng sản phẩm 4K rất là hot luôn, đặc biệt là dòng sản phẩm 4K nó vừa trắng da vừa trị nám cho da, rất là hiệu quả trong suốt rất là nhiều năm rồi. Nhưng mà cái dòng 4K vẫn không hề hot nha. Thì hôm nay lại ra một em siêu phẩm dành cho body, và đặc biệt là nó sẽ hot không kém gì là cái phần hàng mà 4K để trị dịch nám và trắng da đâu. Thì hôm nay em sẽ giúp cho mọi người tìm hiểu về dòng sản phẩm là sữa tắm trắng da của 4K Plus, và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này là giúp cho da của mấy chị được trắng hơn, đẹp hơn, cũng như là cung cấp những cái collagen, những cái chất tốt nhất cho da của mình. Thì đây là dòng sản phẩm là sữa tắm 4K và hàng chính hãng của Thái Lan, được chiết xuất từ những ngọc trai nè, rất là tốt cho da và giúp da được trắng mịn hơn rất là nhiều. Và cái dòng sản phẩm này tới là 1150ml. Trời ơi, cái chai rất là nặng nha mọi người. Mọi người biết cầm một cái chai như này nó khá là nặng luôn, khá là nặng trực tay luôn. Cái dòng sản phẩm này là sữa tắm trắng mịn và dưỡng ẩm cho da 4K Plus hàng chính hãng. Cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm giúp dưỡng trắng, giúp là tắm trắng da nha mọi người, gọi là sữa tắm ấy. Nên mọi người đừng có một cái chai như này nè, mấy chị có thể là tắm cả năm mới hết luôn. Cái chai khá là bự luôn, nó dài lắm nha mọi người. Đó, nó hơn một, nó gần 2 gam tay của em luôn. Thì mọi người đo thì chắc cũng cỡ tầm là 1 gam rưỡi của mọi người nha. Này là một gam tầm cỡ tầm cầm cỡ 1 gam rưỡi của mọi người. Còn này là em tầm gần 2 gam luôn nha. Nó rất là bự luôn, rất là bự, rất là nặng, cầm lên khá là chắc tay. Cái dòng sản phẩm này á là dòng sản phẩm tắm trắng nên mọi người sử dụng rất là đơn giản luôn, chỉ cần tắm với nước nè, sau đó là mấy chị sẽ lấy một lượng sữa tắm vừa đủ, sau đó là mấy chị sẽ tắm lên cơ thể của chúng ta bằng cái bông tắm hoặc là mấy chị thoa trực tiếp đều được nha. Đây là dòng sản phẩm tắm trắng da của 4K rất là nổi tiếng, cũng như là dòng cái sản phẩm này á tinh chất từ ngọc trai nên mà khi tắm lên ấy, cái cảm giác là da của chúng ta được sáng mịn theo từng ngày. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này có một cái mùi hương nó khá là ngọt, và đặc biệt là nó cũng khá là thơm, mùi thơm của nó rất là dễ chịu, nó không có gắt, cũng như là nó tạo một cái mùi thơm ngọt ngào quyến rũ gì đó, rất là ok luôn nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm tắm trắng của 4K. Chị nào mua thì có thể là liên hệ cho em mua một chai bự tráng như này với cái giá bên em đang bán là với mức giá bên em đang bán khá là rẻ, khá là mềm luôn. Chị nào cần thì liên hệ sớm cho em để được đặt hàng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn thành công nha. Bye bye.